Mình uh, xin chào tất cả mọi người nha. Lời đầu tiên thì mình xin uh, chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng mình trong uh, suốt thời gian qua. Nhà vật hôm nay mình vẽ là Calvin Philip. Philip sinh ngày 2 tháng 12 năm 1995 là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh. Hiện uh, anh đang chơi ở vị trí uh, tiền vệ phòng ngự cho câu lạc bộ Manchester City và cho đội tuyển uh, bóng đá quốc gia Anh để vẽ bức chân dung này thì mình cần phát thảo và sau đó thì mình sử dụng màu nước cho những chi tiết tối ví dụ như ở phần râu, phần chân mày, phần tóc thì mình sử dụng màu nước để mà khi mà lát nữa mà đánh thì khi mà đánh màu sáp lên thì nó sẽ không bị lem ra mục đích của mình là như vậy ở đây thì mình chuẩn bị trước cho nên là mình đánh uh, dùng màu nước cho những mảng tối. Màu nước ở đây cụ thể là mực tàu. Mực tàu thì mình mua trong uh, hiệu thuốc bắc. Nó có hai loại, một loại uh, mực tàu khô và mực tàu ướt. Uh. Mực tàu nước thì nó có dạng chai, còn mực tàu khô thì mình phải mài ra để trên uh, nắp hạt hay là những vật sần sùi hay là có một cái đồ mài mực riêng cho mình mài nhưng mà mài thì nó mất thời gian của mình rất là nhiều thì mình mua dạng nước nó dễ hơn ở đây thì mình sử dụng chì màu khô mình không sử dụng chì màu nước chỉ... vì giấy này là giấy rookie okay, nó không chịu được nước ừ, giấy này nó có ưu điểm là ừ, trồng màu lên rất là tốt nó... nhưng mà cái nhược điểm của nó là nó màu trắng tinh quá màu trắng quá thì mình trồng lớp lên nó khá là lâu Giấy này nó sẽ ngon hơn nếu mà chuyển sang màu trắng ngà Chuyển sang vàng một xíu Mình là lên màu thì nó sẽ dễ hơn Và mình nghĩ nó sẽ đẹp hơn Còn giấy này nó trắng tinh quá Mình là lên thì nó hơi lâu Giấy này nó có hai mặt Mình chọn mặt vân ngang nha Để mình trồng lớp lên cho nó dễ Còn nếu mà trơn quá Thì nó khó trồng lớp Nếu mà trơn quá thì mặt trơn á, thì mình sử dụng cho bút chì mình vị chỉ hai màu trắng đen cho nên là mình lên màu nó sẽ dễ hơn còn nếu các bạn mà vẽ màu thì các bạn chuyển qua dạng vân vân ở đây vân nhỏ thôi nhưng mà các bạn vẽ vân trồng màu lên nó sẽ dễ hơn sau khi mà các bạn vẽ ưng ý rồi thì mình đánh một lớp sáp <laughs> màu sáp này là màu sáp cho thiếu ni thiếu nhi các bạn mua ở siêu thị hay nhà sách đều có bán Nói chung là nó rất là rẻ tiền nhưng mà công hiệu của nó là rất là lớn nhưng mà ít bạn biết đến thật sự là nó giúp cho các cái mảng của mình á, nó liền lại với nhau cho bức tranh của mình là thêm bóng sau khi mà mình đánh một lớp thì mình dùng khăn lau mình lau cho nó bóng hơn và nó liền mạch hơn những cái nét đứt thì nó sẽ liền lại khi mà để xa thì mình không thấy nhưng mà để gần thì mình sẽ thấy kỹ hơn và ở đây thì màu nền thì mình sử dụng đơn giản màu xanh da trời và màu xanh nước biển. Sau đó thì mình có pha cà phê để mà đánh lên. Hậu quả của việc pha cà phê đánh lên thì nó bức tranh của mình nó khá là nhăn. Nhưng mà mình tạo cái độ cổ xưa cho bức tranh của mình một xíu đi. Ừ, cái phần nhăn thì các bạn yên tâm. Các bạn lật úp tờ giấy lại và chúng ta dùng một lớp màu chúng ta đánh ở phía sau dùng một màu nước quét đều hết ngay bức tranh của mình và trong lúc mà nó chờ nó nó còn ướt thì các bạn úp lại bức tranh của mình và các bạn dùng uh, dùng một vật phẳng mà nó nặng để đè lên tờ giấy của mình để cho bức tranh của mình nó không bị cong đi sau tầm nửa tiếng thì các bạn lấy ra và bức tranh của mình nó sẽ thẳng và sau đó thì mình uh, dùng một lớp xịt xịt lên để bảo quản bức tranh của mình nó thêm lâu và giữ màu